Thưa quý vị khán giả, thời gian qua nhiều người dân ở xã Nhạn Môn, Bộc Bố, huyện Bắc Nạm đã có ý kiến phản ánh về mỏ đá kéo bực vận chuyển đá quá tải khiến nhiều đoạn đường từ trung tâm xã Bộc Bố đi vào xã Nhạn Môn bị bong chóc phần mặt đường và xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn cho người phương tiện lưu thông. Cục ống kính phóng viên ngày hôm nay sẽ phản ánh về vấn đề này. Đây là km số 5, đoạn qua khu vực thôn Khuẩy Ỏ, đường Bộc Bố, Nhạn Môn. Mặt đường bắt đầu bong chóc, nhiều ổ gà lồi lõm, hệ thống mương nước phục vụ sản xuất bị hư hỏng. Ông Mạc Văn Uyên, thôn Khuẩy Ỏ cho biết, nguyên nhân tình trạng đường xuống cấp như hiện nay là do có nhiều xe tải loại lớn lên đến cả chục tấn đã đến mỏ đá kéo bật để chở đá. Thôn cũng đã có ý kiến lên chính quyền để can thiệp nên đã tạm dừng khoảng một tháng nay. Đường hỏng vì xe chở quá tải. Đấy, cả mương miếc đây này, xe tránh nhau nó bẹp hết rồi. Nó mỗi ngày tầm khoảng mấy chục xe đấy. Xe to, xe ba chân, xe đã bao nhiêu chục tấn kia này, nó cáo. Không chỉ vận chuyển quá tải khiến đường xuống cấp, người dân và chính quyền xã Nhạn Môn đã nhiều lần đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện có biện pháp can thiệp doanh nghiệp khai thác mỏ đá kéo bực. Vì trong quá trình sản xuất, đơn vị mỏ vẫn còn xả nước thải, bùn đất xuống đường giao thông, gây ảnh hưởng giao thông đi lại. Ngoài ra, trong quá trình nổ mìn khai thác đá, gần đường giao thông lại không có biển chắn đường nên gây nguy hiểm cho người dân. Vì cái tuyến đường đi lại ấy, thì từ dân bảo là từ mỏ đá sang Bộc Bố thì nó ảnh hưởng vào xuống cấp về cái đi lại, trẻ con vất vả kiểu đi cái đoạn đường ấy, còn cái trẻ con bé tiệu còn đi ấy thì nó kiểu xe trọng tải lớn ấy, đi vào rất là nguy hiểm. Thứ hai là cái đề nghị cho lúc nào mỏ đá nổ phải bắt buộc phải chặn đường, kiểu là đường kia cũng có, đường này cũng có người, đường ở Bộc Bố vào cũng có người, phải chặn cái đường vào vì cái nổ ấy thì là rất là nguy hiểm. Trong thời gian qua thì bà con cũng đề nghị lên xã rồi lên huyện để làm sao có biện pháp để ngăn chặn, coi như là có biện pháp xử lý để lại cho doanh nghiệp mỏ đá cũng có cái gọi là khắc phục, nhưng mà vẫn chưa thấy giải quyết một cách thỏa đáng. Trước tình trạng trên, huyện Bắc Nạm đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở mỏ đá kéo bật thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam. Qua đó, công ty đã khắc phục bằng cách nạo vét mương rãnh thoát nước, tiến hành phá đường nhưng chưa đảm bảo kỹ thuật. Đất đá còn vương vãi ra ngoài đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chính quyền địa phương cũng đã có buổi làm việc với lại chỗ mỏ đá cũng như là các cơ quan chức năng đề nghị có hướng xem xét là giảm thiểu cái tình trạng xuống cấp của tuyến đường. Cũng qua bàn bạc nhất thì cũng đề nghị là chỗ công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam là cũng khai thác cái mỏ đá đúng cái các quy định cam kết mà chỗ mỏ đá đã được ban hành các quy định thực hiện của Ủy ban tỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Nạm, tuyến đường Bộc Bố Nhạn Môn được đầu tư nâng cấp từ năm 2010. Tuy nhiên, việc lưu lượng xe tải vận chuyển vật liệu đá xây dựng lớn làm hư hỏng nhiều đoạn đường là thực tế. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Nạm sẽ sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ thực hiện sửa chữa một số vị trí mặt đường bị hỏng, cấp thiết. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo Ban An toàn Giao thông, Công an Giao thông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng trên địa bàn, nhất là đối với tuyến đường này. Mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.